đến khi mình chia tay, anh và em chẳng còn thấy nhau. Hai người hai thế giới, hai cuộc sống hai đường đi. Em thì yêu người mới, anh thì tới với người sau. Mình đi qua nhau như chưa bao giờ quên biết nhau. Em sẽ chẳng tìm thấy người nào yêu em nhiều hơn. Hey guys, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Fairy đây. Hiện nay mình sẽ quay tiếp những tập tiếp theo của tựa game này cho tất cả anh em và các fan hâm mộ xem. Và ngay bây giờ đây thì cuộc hành trình của mình sẽ chính thức bắt đầu. Nào chúng ta ok, let's go thôi nào anh em. Và hiện tại là đây là một cái tên dây sinh cơ bản ha. Thì nếu mà anh em nào mới tạo thì chắc chắn sẽ được gặp cái tên dây sinh này. Rồi ok, thì nó cơ bản thì kệ ảnh đi. Bây giờ mình cứ lục lọi kiếm đồ cho riêng mình nè. Mình phải sinh tồn được trong cái màn này mới được. Phải cố gắng hết khả năng và trình độ của mình. Thì có một số anh em và các fan là kêu mình chơi cái con nhỏ tóc tím này ha. Thì hôm nay là cái mong ước và cái yêu cầu của các anh em đã được mình thực hiện rồi. Rồi bây giờ thì mình cứ săn lùng, mình kiếm một chút xíu đồ đi. Rất là mệt mỏi. Vô chốt cửa là luôn. Đập thiệt chứ. Mở ra coi, sợ gì mấy này. Trời ơi nè. Đây không, ở đây nó không chịu kéo ra, nó kiếm đồ mà nó kiếm gì đâu không à. Chắc là nó lấy map ở đẳng rồi đó anh em, nên là nó không kiếm ở chỗ đó là cũng hợp lý. Hợp tình hợp lý thôi, không có gì hết. Trong đây, trong đây, trong đây. Trời, không có đồ luôn. Rồi, cắt nước luôn rồi. Bên lấy nước là uống anh em. Thua. Không sao, không sao. Thì cứ chơi đi hết màn này mình sẽ kiếm nước uống ha. Mình phải nói là mình làm tiếng game từ sáng đến giờ. Hết Dragon Ball, hết Naruto, rồi đến Roblox, bây giờ đến Reday, rồi chuẩn bị co-op game với Vinh nữa, rồi chưa tính ARK Gaming Online, rồi cài cái cài cuốc ở trong nữa. Rất là kham khổ luôn. Anh em nào mà có kham kênh giống mình không? Kham cho cố vô bây giờ cũng cơm. Rồi, giờ chốt cửa rồi đi. Bây giờ thì cứ chơi đi anh em à. Kham chơi chơi có đâu, chỉ bình thường. Bây giờ thì cứ kéo học tủ kiếm một chút chát đồ. Đó, được cái bộ đàm nữa nè. Ngon chưa, ngon chưa. Ở đây còn cái gì nữa không? Ở đây có cầu chì rồi dao bỏ túi gì không? Ít ra cũng phải cho con dao bỏ túi chứ. Cho pháo bông pháo hoa thôi cũng được, tạm ổn. Lấy xong đóng tủ là được, chuẩn. Cho mấy thanh niên nào mà bị lừa, bị dụ lại mở ra lấy lúa liền. Làm ác quy đi. Còn gì vậy? Ở đây 2-3 xe luôn hả? Rồi để mình đi sửa một cái mới được. Mình sửa có điểm mà anh em ngu dại dụng sửa. Cũng con nhỏ này nữa. Mình gặp nó từ đông sang tây, từ tây sang đông gặp hoài à. Bây giờ lại tiếp tục gặp nữa. Chán thế. Thấy cái mặt móc nó là mình đủ chán rồi. Hồi nãy vô nhà anh đóng cửa, chốt cửa là anh sợ gì á. Cái cửa đó dây sinh gõ con cái banh cần gì chốt trời. Cũng rảnh lắm. Rồi bây giờ thì rảnh kệ đi, mình giờ mình cũng rảnh, mình sửa xe nè. Đó. Đó, ngon lành. Nó phải vậy chứ. Bây giờ thiếu xăng. Xăng gì có thể là trên đây hoặc là ba cái nhà này hoặc ba cái nhà này. Giờ là cứ lên chịu khó truy tìm, tìm tòi và tìm kiếm hơn em là mình kiếm ra. Không có gì mà phải ngại ngùng và e thẹn hết, từ từ mình cũng kiếm được. Có thể là cái nhà này mà mấy cô cậu lục không kỹ nè. Sang hưởng để mấy cái nhà này không à. Một là nhà này, hai nhà bên kia. Vô đây coi có cô cậu nào vào chưa. Vào rồi mà không thấy bình xăng nữa, bình xăng mà mình vô mình thấy nằm chà bá đây mà không thấy nữa, bó tay luôn á. Rồi bây giờ thì cứ đi đi. Kệ cho mấy cô cậu nó muốn làm gì làm. Nhà này hình như hồi nãy mình vô rồi phải không ta? Đúng rồi, vô rồi. Mở cái tráp ra. Nào nào đạp ráng chịu. Bà đấy bà không có biết. Chắc bà đặt chơi vậy đó. Lúc trước mình cũng bị cửa mở vậy đặt cái tráp ngay đây anh em. Không hiểu nổi mấy thanh niên nó nghĩ gì nữa. Vô mình cúng cơm liền luôn. Rồi bây giờ thì cứ chạy vòng vòng cái quân cái quân cái lan thôi. Xác nhân ra thì múp lá cải nó chứ không có gì hết. Đưa tao chơi nha. Gì nữa đây? Mày mới đi về hả? Ờ. Ninja. Bây giờ thì chả còn cái thằng nào hết. Ồ, chết thêm một đứa nữa rồi. Một em đẹp nhất game bị re-die rồi. Xác nhân sao từ nãy không gặp nó ta.
lên 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 vào vào. Thấy ngon chưa? Thấy nuột chưa? Vô cùng nuột. Biết bơm mà lo gì. Cầm cái mã này cảm thấy không ổn, phải kiếm được cái búa mới được, cầm cái súng đi cho đỡ. Nó cũng gặp con quỷ này nữa. Sao mà con quỷ đi theo hãm tài hoài vậy ta? Sang chưa nào tìm ra luôn. À đù, sang đây nè. Thôi đi trốn mình. Không cho nào đi theo hết. Nghe tiếng là xác nhân là biết nó gần khu này nè. Đi đưa nhau đi trốn nào. Đâu à? Ô chà anh bạn. Ở đập cửa. Đập ra mà già với chứ đập. Bắn liền. Chạy lại xe. Kệ nó đi. Mình giờ lo sửa xe mà đi trốn. Lại kiếm cái bình xăng nè. Rồi một đứa la đẳng rồi đó, sát nhân này có trình nè. Trình độ nó cũng cao đấy. Con nhỏ này nó hồi stamina lâu dữ ta. Chạy tốn quá. Xiết lại đây lộm bình xăng luôn rồi từ từ tính sao. Phải vậy chứ. Vừa hết stamina luôn. Chà vậy mà cái đáy quần nó dưới không lột ra cho ta coi. Thì bớt dày. Trời máu. Ô. Ồ, có thuốc xịt háng rồi. Ồ, con này ngon ta. Cái gì? Con điên nữa mà. Sao mà cứ đi theo mình hoài vậy anh em, mình có làm gì đâu mà cứ bu bu theo. Đốt pháo bông, có thuốc xịt. Ngon. Tự nhiên vô cái con mụ da đen dục sạch hết rồi mình lấy. Không lấy có lỗi với nó quá. Được một con dao bấm là thấy là cái mạng sống là được bảo toàn thêm nữa rồi đó. Đây chìa khóa ở đây. Trời còn 4 mạng à trời. Thôi không xong rồi. Biết lên xe đề máy kịp hay không nữa hay là cúng cơm. Sao mà đi theo mình không ta? Làm như mình chuyên nghiệp nhất ở đây à. Mình cầm đầu cái vụ án này hả? Thôi lắc chết chùm hết. Để nói thôi cậu. Con nào ăn chơi chốt cửa là mới độc quá chứ. Đồ chốt cửa trong mà đứng ngoài mở khóa được. Chứ sao. Ô, hư game. Cấu ảo diệu. Game. Còn 3 mạng luôn. Không quá. Ôi, nó tới rồi. Làm sao đổ xăng được đi ta. Đâu giờ cầm mình xăng hết bụng rồi quay lại trước coi. Cầm mình xăng hết bụng nữa quay lại. Dứ là dứ. Dữ hả? Rồi thôi hư mà thành rồi. Ê. Sát nhân phát hiện ra tao hay gì á. Dí tao kìa. Trong nhà nó không dí mà nó sao me tao chi vậy. Hồi stamina cái. Chủ đời không thấu với nó đâu. Ôi nó dí kìa. Mấy thằng điên đó. Trời. Ăn chút cửa sạch. Rồi. Đi còn vấp cục đá nữa. Chết à. Dốt liền. Ý. Chịu dí tới cùng luôn ha. Sát nhân này trình độ sẽ bộ bị cao rồi nha. Cao chứ. Tuổi gì. Giọt liền. Nó dí con nhạn nào nó canh tới cùng ha. Nó gõ đi. Có cơ hội hồi tâm nha. Leo qua. Mày dí gì hả mày? Không, trèo vô hết rồi. Dí tao nè. Tại biết tao sắp hết stamina rồi. Không dí hai con kia mà dí một tao à. Tao hết stamina nó dí thì đúng rồi.
dí hai con kia rồi hay gì á. Canh nó ruột kinh thế. Chốt lại liền. Còn ra tao lấy được cái xe là tao cho nó dí. Vô phòng nằm ngủ đi. Nằm ngủ được, nằm ngủ rồi mày. Vô giường đó. Đi đâu rồi hả? Chạy đâu rồi? Chắc chạy ra chỗ nhỏ kia. Nhỏ kia có uống bang ra ngoài. Giờ ra là cái nước là cũng cơm. Đâu rồi ta? Sao nó canh xe ta? Chờ, phải chờ nó rồi mình mới ra được. Mấy con nghiệp dư này bị sát nhân dí là rống rồi. Một đứa. Để từ từ đi. Sát nhân đâu ta? Chạy luôn. Đi 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 đi. Để lo với nhỏ da đen đó rồi. Không quan tâm trong vụ án này đâu. Đổ xăng giọt lẹ. Giọt lẹ may ra còn kịp anh em à. Đi 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 đi. Phải vậy chứ. Biết là được không nữa. Mấy sát nhân này hay lắm. Ôi. Ôi không xong rồi. Độc dữ như vậy luôn hả? Độc như thịt vịt vậy. Chạy 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 chạy. Con nhỏ này phải chạy chậm quá. Mày chụp hả mày? Mày tưởng đó tao dễ dàng cho mày chụp lắm à. Ôi. Trời trời. Thôi không xong rồi. You want some more? Đi leo ra luôn. Con ngu này. Này là gọi là nó hành hạ tôi nhìn đau khổ. Cái tráp bên ngoài nữa chứ. Có máu không? Rồi con nhỏ đó là không có máu rồi đó, nhìn là biết rồi. Vô dụng. Lên xe chưa kịp chạy nữa. Cũng cơm. Rồi xong luôn rồi, chả thấy gì hết. Ôi. Tao vừa ra ngoài có tí chết chân gà. Ờ gà vô đây đó mày chơi. Tao vô là chắc chắn là ngon rồi. Con nhỏ đó cũng cúng cơm rồi. Thôi chán quá. Con trai nghĩ sao lại nó lộm. Nhìn biến sát nhân là biết cấp 150 rồi. Nhìn là có mấy chiêu thức mà nó bá đạo là biết rồi. Rồi ok tất cả anh em, thì đây là cái màn thi đấu tiếp theo của mình ha. Liệu là mình có trở thành tay dây sinh máu lạnh hay không? Không phải, không phải. Thằng này không phải mình, thằng này là thanh niên ở trên ha. Vậy là một dây sinh truy bắt 4 người. Cái màn này khó thoát, khó thoát. Nhưng mà chơi đi, biết đâu chừng. Hên hên sắp. What? Anh em thấy chưa? Dây sinh mình không có chọn thằng dây sinh này. Tại sao lại cho mình làm thằng dây sinh này? Không thể nào tin nổi mà. Thiệt. Dây sinh mình phải để cho nó lục nghề lại. Cho giới trẻ người ta vượt qua cái trình độ mình. Bây giờ giới trẻ vượt không nổi rồi. Mình chơi hoài vậy riết chết. Rồi ha. Thì bây giờ đi đặt ráp trùng gì đi. Đây nè. Đây một cái tráp nè. Rồi dòng này qua cái một. 4 thanh niên mà 8 thanh niên mình bắt còn được mà nó chỉ là 4. Đó. Vô coi mấy gà. Phải vậy đó. Chơi sát nhân mình chỉ cho nó chơi rồi. Trời ơi, trời ơi. Ra nữa chứ. Tao giờ tại tao không thèm làm. Gõ nè. Mày thấy chưa, cái kéo tỉa bông tỉa hoa mà gõ cái cửa thấy ghê chưa. Còn hơn dao nữa. Cái đầu nó cứng. Cái đầu cứng. Nặng nữa không? Nặng quá ha. Con
không biết sao cái rìu không bằng cái này vậy. Ừ, có cái rìu thiệt bự gõ 6 cái lận mày đừng giỡn. Thì chứ có tài tao mà tao tao chơi làm sát nhân. Thiệt chứ cúng cơm. Mình là thiệt mình phải để cho gì đây? Đây. Mình chơi sát nhân nó còn ta chán là bỏ hết game này đó. Ủa sao sao giống cái câu của mình nói với anh em lúc trước vậy anh em? Là giới thiệu là bom tấn chứ xong rồi thành thiệt chơi. Cái dạng là tao, vô ta làm sát nhân rồi á, rồi người ta bỏ game này làm sao? Cái dạng cái dạng thanh niên này chắc cũng coi video mình nhiều lắm. Tao coi video mình, coi gì nó gà thì chứ. Là bộ đó anh em, fan thần tượng mình á. Là bộ diễn thôi. Chơi thần tượng mình mới coi chơi sát nhân lắm. Được. Đồ quá vậy sửa nhanh hơn phải không? Ừ, sửa lẹ lắm. Đồ quỷ đó tại tao hỏi thì thôi, tao đâu có biết hết rồi. Ừ. Đồ, tao nói gì đâu. Hỏi kiểm tra trình độ thôi. Ừ, thì tao nói gì đâu. Trình độ mày cao, trình độ mày master thì tao chỉ ultra etic mà. Kiểm tra đúng rồi. Tao thì chứ tao thì chơi cái này. Đặt ráp đây phải không? Giờ đặt ngay đây phải không? Hỏi đặt. Mày ra gặp nào mày nói chuyện nó đi chơi với nó thôi. Đi chơi, chơi đách gì, tao là xả hết nè, một thằng nè. Ở nhà bên đây à. Định qua bên kia mà thôi, quay lại bên đây đi. Thấy bên đây qua bên đây. Cái dạng thần tượng mình trong lòng đó anh em thấy cũng vui sướng lắm mà tại vì không nói nên lời hay làm bộ lại chơi chơi vậy đó. Trong đây nè, trong đây nè. Trong đây có con nhạn đang là đà trong đây nè. Nghĩ sao mà leo ra. Thật. Em một đứa nữa nè. Con nào đây? Lông bụi tưởng đâu mình không thấy nè. Ngồi ị hả mày? Ghim đếp chạy. Còn lại mấy map nữa. Sao em? Bước theo cô nàng. Hơi thầm cô nàng. Em ơi ở đâu cho anh biết nhà anh đây làm quen nha. Ê em, chém một cái máu đỏ đỏ đi coi. Cứu nó đi. Thiệt. Làm hay làm gì? Đá nhỏ chết rồi mà thôi đi, mày đặt lại đây làm hay. Làm hay làm chi? Ồ, thanh niên anh hùng cứu mỹ nhân anh em thấy chưa? Cứu lộn tiệm rồi. Trong đây nè. Chốt cửa hả? Gõ liền. Thế sao anh thấy mình lợi? Ơi chào em. Ở chui tủ trốn nữa kìa. Ra không? Ra đây. Dịch vụ gan méo công nghệ gan dữ ta đu mày đi giảm gan ta mày trốn hả? Đã kêu ra rồi không chịu ra thì mình giết thôi anh em. Ra hay mặt mang mình tha. Mình heo bên bển hả? Qua bển thỉnh mình heo liền. Thấy thỉnh liền đâu rồi ta? Làm gì chui dưới tầng hầm chắc ăn ỉa đá dưới à. Xuống dưới kiếm liền. Bốn mạng này mình giết nhanh thôi. Ồ oh. Đi. Vậy thì lướt qua đây. Chuyện nhỏ. Ồ nó ra nữa nè anh em leo kìa. Chào bạn. Ừ hay lắm. Có súng cầm là móc bắn liền. Vậy á. Đỉnh cao. Dạng chân chiên á. À mình nghiệp dư. Mình chơi cũng nổi mình heo đó rồi. Dạng hàng đó là tổ chim tổ quạ chứ mình heo gì. Đâu à, chạy đâu à. À nó đứng nó chờ. Nó chờ trong vô vọng. Thằng ngu. Đúng là thằng heo luôn hả? Đồ ngu đó hả? Ừ nó ngu mà. Giờ chưa bắt được quá vậy. Kệ đi trời ơi. Để cho chạy tí đi, phòng có 4 người mà. Có một thằng đó nó ngu mà có một thằng này đây mà bắt không được thằng ngu nó chết rồi. Rồi đi. Chạy đi em.
cố gắng tôi vô vọng. À, vô chỗ hồi nãy nhỏ chết rồi. Thật cưng. Cầm súng bắn luôn ghê vậy. Chưa lấy thiền. Đâu? Nhảy lầu tự sát luôn. Ghê thiệt. Bao nhiêu ước mơ ở đây. Tự nhiên cái trên lầu rồi được rồi, nhảy xuống đây làm gì cho cũng cơm. Đâu? Giết cách này đi. Game riết càng ngày càng lỗi nặng mà. Hay là làm vậy cho cái nội dung máu me nó ẩn đi nhờ. Ủa sửa đâu rồi ta? Sửa xong à, chắc bên kia rồi anh em à. Chắc bên kia rồi. Rồi cứ thủng thẳng từ từ đi. Chém liền. Ông ý nói là tướng ngồi đây còn mất mấy gì nữa. Tao muốn lấy lấy ra tính. Đâu rồi đây đi. Tự leo. Leo. Sửa. Chạy ngồi đây chạy cho nó lấy cho gào á. Chạy. Trời ơi đi xuyên cửa luôn anh em ghê vậy. Cái gì vậy? Rồi bị đổi. Leo. Là cái thằng đã cố gắng trong vô vọng mà cứ cố hoài ở đâu lượm bỏ hết lên chiến đấu luôn vô dụng. Rồi đây nè, giết cương kiểu này heo. Rồi vậy là còn một của em. Một đứa nữa thôi. À cái thanh niên này là người nước ngoài chưa nhiều phải không? Đâu rồi, mình xác định vị trí rồi. Dữ đầy quá. Thấy không? Mình điên cái thằng ngái nhị liền. Mấy tụi này là nó đâu có thể nào mà nó qua nổi cái mắt mình đâu. Chạy đường nào cũng chết hết cưng ơi. Đập cửa nào, sáu cái. Ghê, nó kìa. Chạy ra kìa. Cấm đầu, cấm cổ chạy. Bao nhiêu ước mơ ở đây. Chạy kinh ha. Chạy vô cái nhà đó chứ còn gì nữa, cái nhà này hơi bự à. Thiệt tao là người chơi hơn 20 phút mắt không được. Mở cửa. Từ từ đi vào, mở cửa nhẹ nhàng. Bật số 4 lên. Đi đâu rồi ta? Ở trong bản đồ chứ đâu. À, chạy ở ngoài à. Cố chi thiệt tình vậy mà nó cũng làm được nữa hả. Hết stamina rồi, chạy cho cố vô. Mày hả mày, xong à, tàn đời. Bốn thằng bắt hơi bị lâu à. Tao gọi vậy mà chạy ra đập ráp luôn, thằng ngu. Sửa xe hả, mê sửa lắm. Ờ, có tội chưa kìa. Bách phát, bách trúng. Nãy giờ. Không, mày biết làm sao không? Thấy tao chạy á, thấy quốc tướng 1995 HCN giọt liền. Ủa sao Jason địa ngục? Cái này lạ nhờ. Mình chơi cái thằng Jason cầm kéo tỉa bông tỉa hoa mà nó chuyển sang thằng Jason địa ngục. Lỗi. Thua. Level 77. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ chính thức kết thúc video lại tại đây. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên để đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh mình nhé. Cảm ơn, mình xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game Faraday. Mà quên hỏi anh em điều này nữa ha. Anh em muốn Vinh chơi game này, anh em comment bên kia nhiều nhiều lên nha. Có gì Vinh nó mua về chơi chung với mình, chứ mình chơi mình chán quá đi. Tại vì Vinh là nó đã đạt được một cái trình là Master vô cực, nên là chắc chắn là chơi rất là rồ ha. Nên là anh em nào mà muốn Vinh chơi cái game đó thì anh em hãy comment và yêu cầu Vinh chơi nhiều nhiều lên nha. Chắc là mua anh chơi á. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi, xin chào nhé.